Xin mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. Rồi, chào trai. À, bây giờ mình giới thiệu về mình xíu nè. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Chào mọi người và chào bạn nam bên kia. Con tên là Phan Võ Thu Nga. Con sinh năm 97, hiện con đang là học viên cao học ở trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, quê con ở Long An ạ. Rồi, mời chàng trai. Dạ, em tên là Thanh Giàu, em đến từ Tiền Giang. Năm nay em 23 tuổi. Rồi, ủa, em đang làm gì cưng? Dạ, em đang làm bác sĩ thú y chị. Cô giờ cô xách mấy con chó cô không nhiều có lắm. Chút xíu phải lấy số điện thoại liền. À. Dạ. Nhà bị nhà bốn chó. Em gái có bên kia có nuôi thú cưng không? Dạ, ở nhà dưới quê con có nuôi một con chó nhưng mà nó mới mất. Nếu mà bạn trai có về nhà em thì có thể gửi cho em con mới. Rồi bây giờ mình nói một chút xíu về cái ưu điểm cũng như là khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, con cảm thấy ưu điểm của con là con rất là năng động, thích thể thao, con có thể hát với lại rap. Xíu nha, xíu hát nha. Còn điểm yếu của con á thì con hay đản trí, với lại con hay đề cao niềm yêu thích của bản thân á. Một khi con vui thích rồi con cũng ít nghĩ tới người khác nữa. Miệng mình thích là được đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn trai. Ưu điểm của em là cứ như hòa đồng với mọi người, vui vẻ. Nhược điểm của em là cũng như hơi nhát gái một chút. Dạ. Còn trẻ mà nhát nhát. Dạ. Lớn xíu là nó quen hết có nhát rồi hả? Có mấy mối tình rồi? Dạ, một quen cũng được một năm, gần năm. Rồi sao chia tay? Cho bạn đó có người khác. Rồi cho qua luôn bên kia. Dạ, thực ra là con có hai mối tình rồi. Một mối tình là hồi lúc mà con còn là học cấp 3. Còn một mối tình là lúc con học đại học. Con quen được một năm mấy, gần hai năm ấy. Xong rồi con chia tay. Tại vì con thấy là chuyện đó nó không khiến bản thân con tiến bộ lên. Bạn đó hay đưa rước con hay làm giùm mọi thứ giùm con á. Nên là con thấy con không có tiến bộ được trong mối quan hệ đó. Ok, như vậy là con chia tay được bao lâu rồi? Dạ, con chia tay chắc được hơn một năm mấy rồi đó. Bây giờ nhà trai cho biết là mà mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng không cần phải hiền gì, nhưng mà đừng có kiểu như quá dữ á, kiểu như trong thời gian quen có thể là cãi nhau này kia cũng có. Em bạn nữ đừng đánh, kiểu như mà đánh đập á. Trời cái ơi, em cũng hơi sợ điều đó. Thấy thương không? Cái em đó... tưởng tượng một người phụ nữ mà đứng đánh người đàn ông thấy nó kỳ cục lắm luôn, mà ngược lại đàn ông đánh phụ nữ cũng quá kỳ cục. Cho nên là giữa hai người đều không cho đối phương được quyền đánh mình. Thì... ngoài trừ cha mẹ đánh mình thôi. Thì em ví dụ như các bạn đó đánh mình rồi mình bỏ đi cũng đâu được chị. Ủa, bỏ đi được, hoặc là mình giữ tay bạn nó lại. Hay là em đánh không lại người ta rồi em sợ. Không có chị, cũng có giữ tay, mà giữ tay cũng không. Thấy cũng kỳ quá. Có gì đâu kỳ, giữ cái tay lại, không cho gọi là bạo hành, bạo loạn. Thấy thương nghĩa sao luôn thiệt. Nó bằng tuổi Trê Phi, bởi vì tôi nuôi là mong là Trê Phi con tôi nó coi cái số này. Trê Phi là con trai của cô, dạ. Bằng tuổi cưng. Nếu mà con có coi thì con nhớ nha, con không được để cho bạn gái đánh con, mà ngược lại không bao giờ con được đánh bạn gái. Nhớ chưa? Thì dễ thương quá, để cho đánh vài cái cho vui. Không có vui đâu đau. Ê, hai đứa mình làm xui đi. Thật không? Thiệt được. Gái tôi quýnh phi á. Thôi vậy nghỉ đi. Về ngoại hình thì sao? Chỉ cần mình có cao quá tầm dưới mét 7 được. Như vậy là trên mét mấy? Trên mét rưỡi đi. Thấp nhiêu cũng được. Thấp nhiêu cũng được, miễn là dưới mét 7. Dạ. Cưng nhiêu? Cưng dễ ẹt luôn à. 3m7 thôi. Là mét rưỡi hả? Dạ. Mét rưỡi được không cưng? Được mà. Rồi giờ tới con nè. Nhìn nhà trai hoài thấy thương đúng nó không? Nó cưng lắm luôn đó, nhìn nó rất là cưng luôn. Trời ơi, xinh xắn mà, cao hơn nhiều mà. Để con bên guốc. Đừng lo. Dạ, nói bây giờ hai đứa hợp với nhau đó. Ông qua ông chỉ hỏi con câu một thôi, con có quýnh người hay không? Quýnh tao không? Dạ lâu lâu có. Chết hồ. Nhưng mà con biết massage, giờ con quýnh xong con massage được không? Không được đâu, lúc đó quýnh tà là vẫn đau rồi. Nó vẫn bị đau rồi. Đau rồi, không có đánh. Sao vậy? Không có được đánh. Dạ, để con thu liễm lại. Tại vì bé bên đây quá là đáng yêu. Thiệt, hồi nãy chút xíu nha. Con nhìn bé là con không thể nào đánh bé được hết trơn á. Mình đánh yêu được không? Mình đánh nhẹ nhẹ đánh cái má được không? Ồ, nhẹ không má chị. Đánh đừng ra máu rồi được. Đánh đừng ra máu rồi được. Trời ơi, cái gì mà cái đòi hỏi mà đáng thương vậy trời, đánh đừng ra máu. Ủa, trước, ra máu là đi bệnh viện hôm luôn trước rồi đó con. Trận trước đó đánh ra máu luôn hả? Trời ơi, sao mà dữ vậy trời. Phụ nữ không mà dữ gì. Rồi bây giờ con mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ, con cũng mong muốn bạn trai của mình là một người tích cực năng động, lo đi làm mà không chăm lo sức khỏe của mình. Các bạn biết tự lo cho bản thân mình. Dạ, con chỉ chăm chút bạn thêm thôi, chứ bạn phải tự lo. Bạn cao, da ngăm thì tốt. Da không ngăm thì sao? Dạ, da không ngâm cũng được, nhưng mà đừng có mụn, đừng có quá nhiều mụn. Mụn thì nắng, có gì đâu. Trời ơi, đâu con lo sợ cái chuyện con nhỏ. Con đè đang mụn, bạn chảy máu nữa. Lo đừng có đánh nó được rồi. Dạ. Thấy hai đứa nó cũng hợp đó. Dễ thương ha. Dễ thương á. Ủa nhưng mà con đẹp vậy rồi sao tự nhiên con phải tham gia chương trình này, vì con thích hay là gì? Dạ không có, tại môi trường xung quanh con cũng không có tìm được người yêu á. Con đang đi học mà đúng không? Con đi học nhưng mà con học cao học, con sắp xong chương trình rồi con không có lên trường nhiều. Vậy hả? Rồi dạ. Không tìm được bạn người yêu rồi. Hôm nay con có nghĩ là con sẽ tìm được nửa của mình không?
Dạ con nghe bạn kế bên nói chuyện dễ thương, chắc là sẽ được. Ôi cưng lắm con ơi, thiệt cưng lắm, cô suối con luôn đó. Quá bấm cưng bấm nút đó. Đi ừ, nay đi với ai nè? Dạ đi với bạn. Dạ chào mọi người, con là bạn thân của Giàu, hôm nay đi cùng với Giàu. Giàu bị đánh đập nhiều lần đúng không? Mày chắc nó cũng bị đánh hay sao á, thấy nó cũng nhút nhát quá à. Ừ con nghe Giàu kể thì thường thì thường bị đánh lắm. Trời ơi, tại em xót quá. Bạn nữ kia thì tính tình dạng trẻ con á, cũng khó hiểu. Rồi con thấy bạn này sao? Theo con thấy bạn nữ dễ thương, xinh xắn, nói chuyện cũng dễ nghe. Rồi cảm ơn. Nói vài câu cho mới mốt về đừng đánh bạn mình nữa coi. Chào thì nói chung là nó cũng hiền lắm. Sau này mà nếu mà có quen thì bạn đừng đánh nữa. Tại vì bạn nữ trước bạn cũng hay bị ám ảnh. Trời đánh tới bị ám ảnh luôn, đánh dữ. Trời ơi thương quá à, thiệt. Rồi là gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đi với mẹ dì với lại bạn chung phòng. Xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Dân. Mình là mẹ của Nga. Ưu điểm của Nga thì chịu khó học hỏi, có trách nhiệm, tâm lành. Nhược điểm của Nga thì mạnh mẽ, thẳng thắn, tính tình cũng hơi khó tính một tí. Cô quýnh ai bao giờ trong nhà chứ? Dạ không. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Con là bạn của Nga. Con thấy thì bạn em này dễ thương, phù hợp với Nga. Rồi được rồi. Thôi mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Mình có con hamster đó đặt nha. Mình cảm ơn bạn, mình cũng có món quà tặng bạn. Sô-cô-la với lại một tấm postcard những nơi mà mình đã đi ấy. Hy vọng là bạn có thể điền tên vào vị trí còn lại trên tấm postcard đó. Cảm ơn. Bạn thấy mình sao? Anh thấy em sao? À, thấy cũng xinh. Em thấy anh da mặt đẹp. Có cái lúm đồng tiền dễ thương. Mình đang học cao học ngành anh. Anh. Em xưng anh. Dạ. Em đang học cao học ngành công nghệ sinh học. Em nghiên cứu về dữ liệu gen ở người. Anh có yêu động vật không? Có. Anh nghĩ sao về việc về những người ăn chay? Ăn chay thấy là chỉ cảm nhận riêng rồi, thấy kiểu tốt cho sức khỏe thôi. Còn không có cảm nhận nhiều. Thế anh có thích ăn chay không? Cũng ăn thôi chị, nhưng mà không thích. Thế em hẹn hò với anh, em rủ anh đi ăn chay, anh chịu không? Chịu. Nhưng mà chị cũng dễ ăn lắm. Em cũng nhẹ nhàng lắm, em không có bính chảy máu. Đúng rồi đó. Kiểu mà nghe có hay nóng tính không? Thỉnh thoảng em áp lực công việc em vẫn nóng tính. Nhưng mà lúc đó em sẽ hạn chế gặp anh để đỡ quýnh anh. Đỡ quýnh thôi hả? Đỡ quýnh thôi. Mình có hay về quê không? Có, tuần nào em cũng về hết. Sau này có định học xong có ra nước ngoài hay sao? Em có dự định học lên tiến sĩ. Anh có thích đi phượt không? Có. Anh có hay phượt miền Tây không? Miền Tây là quê đó luôn mà. Ý những tỉnh xa hơn? Hồi xưa có hay đi, tại giờ công việc cũng bận á. Làm tới 8 giờ tối cũng ít khi nào được rảnh là đi lắm. Thế anh làm tới 8 giờ tối rồi anh hẹn hò sao? Sao 8 giờ tối? Sao 8 giờ tối vậy hả? Anh xin phép mẹ em đi. Cưng ghê, không biết giờ tắt rồi không biết nói gì nữa đó. Giàu đứng lên nắm tay bạn gái rồi nói câu nào đó. Nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Hai tay đâu phải bắt tay đâu. Hai tay. Đúng rồi, mắt nhìn mắt, đúng rồi, hai đứa nhìn nhau. Em có biết hát không? Em có thể hát rap. Anh muốn nghe rap không? Đúng rồi, hồi nãy là bạn Hiểu nói là vậy, hát đoạn đi. Em rap một bài của anh Wowy nha. Thế giới này là của em và em có quyền đi với anh, bật sáng tất cả đèn xanh. Em chạy thật nhanh với anh kế bên tay và chai châm banh anh cài trong tay. Hết đêm nay uống không say, đến ngày mai tiếp vài chai. Đến đây thôi. Vào đáp lại đi. Em tên gì không phải thả thính đâu. Gì đó. Em tên gì anh không phải thả thính đâu. Có bạn trai chưa để ta tính sao? Em sẽ hát một bọn đoạn của bài Ánh Nắng của anh. Rồi, hát đi nè. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười.
Rồi, rồi. Dạ, đẹp lắm rồi. Nào, suy nghĩ thật kỹ các bạn nhé. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Yeah. Xin phép Rồi giờ xin phép em cho vào hôn em một ở bên má. Xin phép Nga luôn đi. Nga ơi. Nga ơi. Nga ơi, mình nói cho Nga nghe nè. Xin phép hôn má em không. Ok. Cặp này nó dễ thương không? Vậy hả? Như vậy là bên nữ tôi không có điểm xấu nha, nhà trai ơi. Rồi vậy là bây giờ nói, nếu mà nói về chuyện tình yêu á, thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ con chưa có yêu ai hết. Chưa yêu ai luôn á hả? Dạ. Trời ơi, cô gái tinh khôi của tôi, thêm một người đã xuất hiện rồi, trời ơi nhà trai ơi. Bạn có bị áp lực hay không? Trời ơi, cười xuống xuống kìa. Rồi như vậy còn mình thì sao nè? Em thì cũng trải qua mấy mối tình rồi. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Đây, mời anh trai ngồi. Mời nhà gái giới thiệu rồi, đi mình. Rồi, mình giới thiệu đi cưng. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quyền Linh. Xin chào tất cả khán giả đang ở trường quay. Xin chào mặt nam kế bên. Con tên là Nguyễn Thị Tuyết Hương. Con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện con đang là nhân viên văn phòng. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 26 tuổi. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Hồng Vân và bạn gái bên cạnh. Mình tên là Nguyễn Mạnh Thắng, đến từ Ninh Bình. Hiện tại thì đang ở Hà Nội, công việc là kiến trúc sư. Thêm một việc phụ nữa là mua bán ô tô nữa. Mua bán ô tô hả em? Ô tô. Thì ô tô đấy, mua bán xe, ô tô hơi, là... Xe hơi. Chào em. Dạ, chào chị. Sao có cần ngồi hai người bàn với nhau về ô tô không? Đây là con nghiện nha, chị giới thiệu cho em biết con nghiện ô tô. Đây, ngồi kế bên em đó. Bởi chị phóng qua đây sớm là vì lý do đó. Dạ. Là bây giờ em ở ngoài Hà Nội hả? Dạ, em ở Hà Nội. Nhưng mà công trình em làm kiến trúc sư thì công trình có hay có ở Sài Gòn không, hay là chỉ có lòng vòng ở Hà Nội thôi? Thỉnh thoảng thôi, nếu mà công, nhưng mà kiến trúc thì bây giờ em ít làm hơn, em chủ yếu làm ô tô nhiều hơn rồi. Làm ô tô nhiều hơn. Có hay vô Sài Gòn không? Có, vô suốt. Vô suốt đi chứ. Bây giờ người ta là sống mình lớn lên ở Sài Gòn đây nè. Vâng, thế không quan trọng ạ. Có thể ở luôn được mà. Ở luôn được đúng không? Đó vậy cho yên tâm. Để mạnh để yếu thế nào nói với bà mối nghe đi kìa. Cho nói lớn cho bạn bên đây nghe nữa. Dạ, điểm mạnh của em thì là vẽ đẹp và thích kinh doanh về ô tô và nói chung là những cái đồ điện tử là cũng thích giao lưu bạn bè gặp gỡ nhiều. Và thích đi du lịch thì em đi nhiều lắm. Có những lúc mà tùy hứng đi, có khi xách xe chạy từ đây ra Hà Nội hoặc là từ Hà Nội vô đây. Hay quá. Còn em có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì nghiện smartphone, tức là rảnh ra cái là cầm smartphone lên. Tại chưa có ai thôi, nếu có thì chắc không nghiện đâu. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của con là con sống vui vẻ, hòa đồng, con biết nấu ăn, con khéo tay, con sống tình cảm. Khuyết điểm mình có cái nhược điểm gì không? Con ít nói, con sống hướng nội. Sống hướng nội, cái đó đâu có phải là nhược điểm đâu. Ít nói cũng không phải là nhược điểm luôn. Cái nhược điểm ghiền smartphone thì có thể là nhược điểm đó, đúng không? Mình có ghiền không? Dạ không, con không có ghiền điện thoại. Vậy hả? Như vậy là bên nữ tôi không có điểm xấu nha, nhà trai ơi. Rồi vậy là bây giờ nói, nếu mà nói về chuyện tình yêu á, thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ con chưa có yêu ai hết. Chưa yêu ai luôn á hả? Dạ. Trời ơi, cô gái tinh khôi của tôi, thêm một người đã xuất hiện rồi, trời ơi nhà trai ơi. Bạn có bị áp lực hay không? Trời ơi, cười sung sướng cười. Rồi như vậy còn mình thì sao nè? Em thì cũng trải qua mấy mối tình rồi. Gần nhất là cũng năm 2015 ấy, là cũng cả hai gia đình hai bên cũng gặp nhau, cũng sắp cưới đến nơi rồi, nhưng mà thì bạn gái lại đi du học rồi này kia, thế đâm ra là lại thôi. Rồi mối tình tiếp theo. Mối tình tiếp theo thì một bạn gái cũng ở trong Sài Gòn này, cũng chỉ được hơn một năm thôi, kiểu cứ hay bị bạn gái là hay bị vương vấn đến người yêu cũ, thế đâm ra là nó lại thôi. Và xảy ra nhiều cái vấn đề khúc mắc mà thôi. Như vậy thì cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cái gu của em đó. Cái gu của em thì là con gái thì phải trắng trẻo một chút, hiền lành và năng động một chút, tức là giao tiếp rồi các thứ. Thì em thì cũng hay đi nhiều, hoặc là có thể là gặp gỡ bạn bè này kia, thì nhưng cũng giao tiếp khéo một chút là được. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Chào con, cô gái xinh đẹp ha. Trời ơi, vậy mà không có người yêu tôi không tin luôn á. Tại môi trường của con là nữ. Hồi trước con đi học thì lo tập trung học, rồi sau này con đi làm là môi trường con là nữ. Môi trường con... gì? Dạ, con làm trong hệ thống liên trường ngoại ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì con chỉ tiếp xúc với lại học trò nhỏ.
và phụ huynh thôi, và các cô nữ, cái cô đồng nghiệp nữ, nên là con ít có cơ hội mà gặp gỡ bạn nam. Bên đây anh này ảnh cũng lớn hơn con một số tuổi đó, con có ngại gì không? Dạ, lớn hơn nhiều tuổi, vài tuổi thì cũng không sao. Thì con cũng muốn quen một người mà chín chắn. Chín chắn đúng không? Anh này chín chắn rồi, làm ăn kinh doanh này kia rồi ha. Nói chung cũng không có lớn hơn con một thôi, một con giáp thôi, không có gì hết. Em thích một cái mẫu người lý tưởng như thế nào? Về ngoại hình thì con thích một người cao khoảng 1m7. Dạ, khuôn mặt thì nhìn phúc hậu, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Tính cách con thích một người ấm áp, chung thủy, trung thực và đáng tin cậy. Có được bao nhiêu phần trăm? Chắc cũng được 70-80%. 70-80%. Rồi, hôm nay con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với các cô và chú của con ạ. Mời đại diện gia đình nhà gái à. Thì hôm nay đi thì có đây là ba cô ruột của Tuyết Hương với lại là chú. Rồi, bây giờ cô cho ý kiến đi nào. Hương ơi, cô nhận thấy thì bạn trai bên đây thì cũng có khuôn mặt thì dễ nhìn, vui vẻ, mà có thấy là công việc thì ổn định. Thì cô thấy là hai đứa được đến đây thì xem như là một cái duyên. Nếu mà mình cho người cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội. Thì nếu mà được thì các con có thể là hẹn hò với nhau. Nhưng mà cô, ở đây các cô cũng mong là khi mà đến với nhau thì hãy đến bằng thật cái tấm lòng của mình và hãy trân quý đối phương. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nhà ta đi với ai? Hôm trước thì có hẹn bạn đi cùng nhưng mà có việc đột xuất, bởi vì em bay từ Hà Nội vô đây, thế nên ra là hôm nay bạn đột xuất không đi được, thế là em chỉ đi cùng mình. Rồi không sao, có mọi người ủng hộ bạn ha. Nào mở rào. Chào anh, có món quà gửi anh. Cảm ơn. Tặng cái gì đây mình mở ra cho. Mở ra đi cưng, mở ra đi. Giới thiệu luôn đi. Bộ váy tặng. Dạ em cảm ơn ạ. Đâu con, con mở ra xem có đúng thử coi nào. Gọi là đúng cái sở thích rồi cái kiểu dáng mình thích hay không. Đó, con ngắm cái size này con mặc vừa không? Vừa đúng không? Dạ, size này là size S. Dạ, cái bộ váy rất là đẹp, cảm ơn anh. Mở quà của bạn gái đi. Hôm nay đến đây em có món quà nhỏ dành cho anh. Cái cà vạt. Sao hai người này có cái gì nó rất là bluetooth với nhau nha. Đúng rồi. Bộ váy thì giống như bộ váy cưới vậy đó. Còn cái cà vạt thì để ấy bộ vest chú rể. Eo thử luôn đi. Em có biết, con có biết gài cà vạt không? Lâu lắm rồi không thắt. Không, chắc bé hỏi với Hương này, con có biết không? Dạ con chưa có học thắt cà vạt. Thì con hy vọng là hôm nay con tặng cho anh. Thì con cần cơ hội để lần khác con sẽ thắt cho anh. Lâu lắm rồi không thắt. Trời, nó hợp với cái quần quá. Cái màu nó hợp quá. Ồ, không nhớ chắc quên tắt rồi, tắt sai. Không sao đâu, cứ cho nó ấy ở đấy, cho nó dấu nhấn em ơi, không cần thiết đúng hay sai. Chỉ cần biết là nó hợp là được rồi, kệ nó đi. Ngược. Rồi, đây, cứ để này cho chị, cứ như này cho chị. Có còn hơn không? Bây giờ có thể hát giao lưu một bài. Đó. Hôm nay đến với chương trình thì con có chuẩn bị một bài hát dành tặng cho anh. Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn bước về phía ấy, phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi. Gọi em người xinh đẹp ơi, hãy cứ gọi em như xưa anh vẫn gọi. Nếu không gian có quay trở lại, đêm có nền vàng, đêm sắc hoa tươi, em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng. Lặng nghe lời dịu dàng anh nói, anh yêu em rất nhiều. Ngay chỗ đó là để nhắc ngay ngay chỗ đó là đúng luôn á. Thằng trai đáp lại đi. Thế thôi, xin ta tặng chương trình và anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và bạn gái một bài hát, một đoạn thôi, một đoạn của bài Sông Đắk Đông Mùa Xuân Về. Đó. Giao lưu ánh mắt được kia coi. Chim cơ tia bay tới, nghiêng cánh chào Đắk Rông, bờ làng khoe sắc thắm, gió đưa hương đôi bờ. Tây Nguyên ta uống nương, một nguồn nương cách mạng, một nguồn nương Bang Hồ. Ê, hey, ta
gọi mùa xuân tới cho tiếng ca rộn vang, ta gọi mùa xuân tới cho tiếng chiêng rộn ràng. Ta nghe trong lòng núi bước chân Trường Sơn của đoàn quân giải phóng mang mùa xuân chiến thắng. Đắk Rông ơi, Tây Nguyên ơi. Cái cặp này á, hình như là không ai dám nhìn ai. Mà nay để hát, người hát người chào cờ. Rồi thôi về vị trí đi nào. Mình cảm nhận về nhau. Rồi ví dụ như là công việc của anh thì nói chung là anh đi nhiều lắm, đi xa, nhiều khi là bạn gái có thể thông cảm được hay không, nhưng khi đi xa rồi lại nghĩ này kia thì nó cũng phiền phức. Cái thời gian đi làm em làm luôn cả cuối tuần. Cái thời gian mà em nghỉ thì mọi người thì đi làm, còn cái thời gian mọi người nghỉ ngơi thì em đi làm. Cho nên là cái múi giờ của em nó cũng không có giống mọi người. Nếu mà hẹn hò thì cũng cái thời gian của em là em chỉ nghỉ vào thứ sáu thôi. Tức là trong tuần là chỉ có thường thường là chỉ thứ sáu thôi, còn các ngày khác là đa số là bận hả? Dạ em đều đi làm về trễ ạ. Tất nhiên thì cái việc hẹn hò đi làm thì mình hẹn hò sau giờ làm cũng không vấn đề gì. Chúng ta quan điểm về hôn nhân như là thế nào? Hai bạn nói cho nhau nghe đi. Còn ví dụ như là cuộc sống, nếu mà em muốn gia đình, tức là người chồng sau này thì theo em thì như nào là phù hợp cho em nhất? Em thích một người mà quan tâm và chia sẻ lẫn nhau, lắng nghe, có sự có trách nhiệm. Dạ. Em muốn tìm một người có bờ vai vững chắc, vì em sống thiên về tình cảm á, nên là em cần một người quan tâm và quán xuyến gia đình. Bây giờ em có 30 giây để có thể nói một cái điều gì đó từ trong đáy lòng của mình với bên nhà gái, rồi sau đó mình tiến hành bấm nút thôi. Tùy em muốn nói gì nói. Nói chung là gặp nhau là cái duyên, còn mình có thể là ví dụ hẹn hò tìm hiểu thêm, còn cái việc nếu có cái duyên tới được nữa thì là mình đi xa hơn. Hết thời gian. Giờ mình bấm nút nha. Chúng ta để tay vào nút bấm. Bấm hay không là quyền của các bạn. Bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nào, hãy hướng về phía trước. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Đó. Hãy nắm tay nhau. Đó, được rồi. Cũng hợp lý đó hả? Hợp lý chứ. Tôi xin phép em luôn đi. Đặt nụ hôn đầu tiên. Ôi dồi ôi, áp lực quá, áp lực quá cơ. Em gái à, sao con xúc động vậy? Nói cái cảm xúc mình lúc này coi. Cô với Kỳ cũng khóc luôn rồi. Con sống thiếu tình thương từ nhỏ, là hôm nay con đi với các cô với chú, con đi với các cô và chú con, thì khi con nghe anh nói như vậy thì con cảm thấy cảm động. Một con người con sống thấy, ha. Con thấy anh là một bờ vai vững chắc không? Một sự ấm áp không? Con có cảm nhận điều đó không? Tay ấm. Thời điểm 170 ký ạ. Tăng tăng. Đồng đồng. Dạ, Hồng Dựng sẽ làm điều đó ạ. À. Trời đất ơi. Nó khổ vậy nè. Tôi mập tôi biết. Cái gì bự, không cần bự nó cũng bự. Mà cái gì nó bự nó không bự. Ví dụ mấy ngón tay này nữa, càng ngày nó càng teo lại, cái bàn tay nó bự ra nè. Cái tay nó teo teo lại, mình cầm cái gì nó cũng khó chịu đúng không? Chết rồi, tôi đang trên tinh thần đó. Ăn quá. Chết rồi. Đò tôi thôi. Chết rồi, tôi gần bằng ổng rồi ông ơi. Nghị lực để vươn lên. Cảm ơn. Anh giảm cân trong vòng bao lâu? Em mất khoảng tổng các đợt này đã rất nhiều cặp đôi cưới nhau, yêu nhau, sinh con đẻ cái. Chúng tôi rất hạnh phúc điều đó và ngày hôm nay vẫn như thế. Ngọc Lan Quỳnh Linh tiếp tục kết nối với cặp đôi. Bây giờ để xem cặp đôi nào sẽ bấm nút hẹn hò và kết quả ra sao. Quỳnh Linh chưa biết, quý vị chưa biết, Ngọc Lan chưa biết. Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ cặp đôi đầu tiên. Mời nhà trai. Wow. Xin chào. Trời ơi, hoành tráng quá. Đây 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 đây. Để em nó dựa vô đây. Trời ơi, sao nó bự quá vậy? Rồi, nhà trai làm tôi còn quá. Rồi, nhà trai ổn định chưa ạ? À? Ổn định. Mời nhà gái. Cảm ơn nhà gái. Xin cảm ơn như vậy. Dạ, dạ, dạ. Dạ em đi với bạn đồng nghiệp ạ. Đồng nghiệp. Dạ. Rồi, xin chào nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh.
thì em là bạn đồng nghiệp của chị Sâm. Thì theo em cảm nhận về cái anh bên này á, thì em thấy về ngoại hình á, thì ảnh khá là ok. Về tính cách thì em thấy là ảnh cũng khá là nghị lực và kiên trì. Và em thấy là chị của em sau khi mà trải qua mối tình một năm thì em thấy là chị chỉ cần một người kiên trì thì chị sẽ, cái mối tình nó sẽ kéo dài và sẽ đâm hoa kết trái. Được rồi. Thấy ngoại hình cũng đẹp trai ha. Cách đây 6 tháng nhìn lại thì biết. À, thôi vậy được rồi. Dạ. Hai người đã nghe cái bí là rồi. Bây giờ mình Trí sinh năm 84, làm online giảm cân, rồi tài xế xe ở quận 9, hộ khẩu Gò Vấp. Lý lịch cắt ngang nhà trai vậy đó. Nhà gái nghe rồi ạ. Bây giờ thì tới nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, anh Quỳnh Linh. Xin chào. Và em chào bạn trai bên kia ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Minh Sâm, năm nay em 34 tuổi. Em đang là sinh sống và làm việc ở Bình Dương và em là một nhân viên văn phòng. Rồi, bạn Sâm hả? Dạ đúng rồi. Bạn Sâm 34 tuổi, nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc tại Bình Dương à. Nhà ngày Sâm, ngày Sâm là thấy khỏe rồi đó. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì Trí? Dạ thì em nghĩ thì ưu điểm của em có lẽ là kỷ luật. Kỷ luật. Kiên trì. Kiên trì. Là sao không hiểu. Em làm như quân đội vậy đó. Kỷ luật rồi kiên trì nữa. Mệnh lệnh này kia ha. Dạ. Thì khuyết điểm của em thì nói là cái ngành nghề thì thật ra ngành nghề nào nó cũng là tốt hết. Không có cái ngành nghề nào mà nó xấu. Nhưng mà em thì tại vì nếu mà làm trong tương lai của em mà làm nghề tài xế thì em cũng khá là lo. Tại vì em thật sự là người kiểu như cũng tính hay lo á. Nên là nếu mà nhiều khi anh đi trên đường nhiều thì em cũng lo lắng nhiều. Lo cái gì? Nói chung là em hay tính, em hay lo lắm. Em ghen hay là lo? Không, em không hề ghen vấn đề về ghen. Tại vì em nghĩ là nếu mà người ta không chung thủy thì ở bất cứ trường hợp nào người ta cũng không chung thủy. Nhưng mà về vấn đề giống như là về di chuyển nhiều trên đường thì nó cũng có nhiều vấn đề. Đúng nên rồi. Em rất là lo lắng về vấn đề đó. Lo gì đó thôi đúng không? Dạ, đúng ghen rồi. Thì anh nghĩ đây cũng cần ghen nữa đó. Dạ. Anh biết chắc đây là một người nghị lực rồi. Dạ. Anh đã nói đến mức như thế thì anh nghĩ không cần ghen. Lo là đúng. Dạ. Nhưng mà thật ra lo là đi lái xe đường xa thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh Trí thì chỉ có lái xe giao hàng từ chỗ Bình Dương hả? Dạ đúng. Lái cắt lái đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Lái, tới đây luôn xe gì? Xe tải anh. À, phải xe tải. Dạ. Xe đầu kéo hay là xe tải nhỏ? Xe tải nặng anh. Tải bự đúng không? Dạ đúng rồi. Bằng lái là gì? FC. FC đó. Đó. Là xe tải đó thì cũng phải chạy nhanh lắm. Dạ. Không phải xe cái đầu kéo này kia. Dạ, em nói chung em chỉ lo lắng về cái chào hai họ là mai mối với làm ruộng vậy đó, làm từ sáng tới chiều tối chưa xong. Đi về rồi, tôi nhìn ba ngày tôi không ăn húp cháo không, ngày thứ tư còn ba con gà luôn, đau lòng thiết là đau lòng luôn. Anh nói thôi bây giờ dứt khoát mình sẽ nghị lực như nhân Trí ha, chắc phải gặp ảnh riêng rồi. Đúng rồi, phải gặp riêng thôi. Dứt khoát chứ. Bây giờ thì mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, có ý kiến người thân sao? Anh Trí đi nha. Dạ hôm nay thì em có đi với cái bé này
là bạn em gái hỗ trợ em trong cái công việc hiện tại của tập đoàn Đất Mới, và có một em kia là em rể của em, là chồng của em gái của em. Và hôm nay thì em có mời được top 1 quyền lực, top 2, top 1 đang coi TV nhà, top 2 quyền lực trong gia đình là bố em. Con chào chú. Top 1 cái nóc nhà. Dạ. Thì sống được với nhau 4 năm. Có con chưa? Dạ chưa. Ừ. Dù dạ, chưa. Quá dạ. Có con cũng khó. Dạ đúng rồi. 170 kg đúng không em? Dạ đúng rồi. Em gần như là bị tật nguyền chủ quan vậy đó. Hả? Tật nguyền gì? Chủ quan là cũng giống như là tật nguyền là không làm được những việc của một người đàn ông bình thường làm. Và chủ quan đó là gì? Là ăn nhiều quá. Ăn quá nhiều. Đó là sự thật. Sao giống anh quá ta? Ăn quá nhiều. Dạ. Rồi sao vợ bỏ? Thì bây giờ một người đàn ông thì bị tật nguyền thì em không thể làm được những cái việc của người đàn ông bình thường làm được. Ví dụ boxing hay là chạy bộ chẳng hạn. Đơn giản hơn là đứng lên ngồi xuống em làm không được. Thì người đàn ông bình thường làm được thì họ sẽ có động thái, họ chọn người đàn ông bình thường. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Làm mai mới từ sáng sớm bây giờ. Thua thợ hồ nữa đó. Thợ hồ 5 giờ đi về rồi. 8 giờ sáng mới làm. Mai mối còn hơn làm ruộng. Dạ đi, đi ra. Đêm nay nhớ nhiều về em với kỷ niệm ngày xưa, nhớ ngày hai đứa bên nhau. Đêm nay lên nghe gió heo mây về, bỗng nhớ anh vô cùng, nhớ ngày hai đứa bên nhau, nhớ ngày xưa đó yêu nhau. Chúng có một cái người ở sau đây này, như đây này, chú biết không? Vừa có hiếu á. Vâng. Con cái này. Thì lại từ đầu. Vừa khó lần ba. Nếu mà nói về thì em muốn hỏi anh là nếu mà tính cách của anh á, thì anh có thể mô tả một chút xíu về tính cách của anh cho em hiểu được không ạ? Tính cách của anh thì cũng giống như bao nhiêu người đàn ông khác thôi. Anh sợ chờ đợi. Và cái bản chất công việc của anh là nhanh gọn lẹ nữa. Và anh đã 20 năm làm việc như vậy rồi, liên tục rồi. Thì anh nếu mà được mong muốn thì anh muốn em là nhanh nhanh một chút, đừng để anh chờ lâu quá. Nhanh là khoảng bao lâu ạ? Thì tùy theo cái cảm xúc của mình thôi em ạ. Muốn nhanh, muốn chậm cũng không được, và muốn nhanh cũng không xong đâu. Tôi xin thông báo trong bạn mới, họ có rất nhiều cặp đôi sau một tuần bấm nút họ đã đăng ký kết hôn. Là nhanh nhất có thể đó. Nhanh nhất có thể. Vậy cho em hỏi là cái công việc của anh đó, giờ giấc mình nó có ổn định không ạ? Hay là nó phải đi sớm về khuya nhiều ạ? Thì hàng của mặt hàng của mình giao thì nằm trong cảng các lái. Và khách hàng là những công ty. Và họ nhận hàng giờ hành chánh thôi. Thì trước 5 giờ là mình phải giao hàng xong. Và mình đánh xe về để mình nghỉ. Tại vì thực sự là em lúc đầu là em cũng hồi nãy giờ nghe Trí bên kia đó, anh nói có gia đình rồi, 4 năm mà không có con. Thì bây giờ coi như anh đã lỡ con đò rồi đó. Em có suy nghĩ gì không? Em nghĩ thì vấn đề đấy cũng không có quá có vấn đề gì hết, em thấy cũng bình thường. Nói chung là quan trọng là cái cách sống của người đó như thế nào, và cái ý chí của người đó như thế nào trong cuộc sống, cách đối nhân sự thế. Ý chí có là được theo. Vậy là được rồi. Tuyệt vời vậy. Rồi bây giờ mình giảm cân thành công rồi đó, mình mong muốn người bạn gái của mình như thế nào? Thì em đã từng là người bị kỳ thị về ngoại hình. Thì em về ngoại hình thì tất cả những cơ sở vật chất bên kia đều được tôn vinh. Em không quan trọng về ngoại hình. Dễ thương quá à. Nhưng mà
thật ra mình nói cái câu kỳ thị thì nó cũng tội nghiệp cho người kia. Thật ra theo anh đó, nếu anh là người phụ nữ đó mà thấy một cái người mà to quá đi cũng bực, đứng lên cũng không nổi, thật ra là cả cái tuổi thanh xuân người ta để hy sinh cũng khó em à. Thôi mình cũng đừng trách người ta nha. Em nhận lỗi với em à. Tất cả những ký ức là lỗi của em. Người kia không có lỗi. Thật ra mình cũng hiểu cho người phụ nữ ấy, bởi vì cả cái tuổi thanh xuân của người ta mà bây giờ cũng hy sinh không biết chừng nào em ốm. Đúng hơn là cái với cân nặng đó cũng không có làm tròn cái trách nhiệm của một người chồng đó. Sao làm tròn, đứng lên ngồi xuống không nổi mà. Thật ra nếu mà có một người con thì nó lại khác nữa nha. Chắc chắn người ta cũng sẽ, người phụ nữ sẽ hy sinh vì điều đó. Nhưng bây giờ và Ngọc Lan rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản Tinh Thần Thép và nhãn hàng Aquacilin lăn khử mùi không mùi đến từ châu Âu thuộc tập đoàn dược phẩm Vinza đã đồng tài trợ cho chương trình. Đặc biệt là cảm ơn quý vị, những người luôn luôn ủng hộ chúng tôi, luôn luôn ủng hộ chúng tôi, ông mối bà mai để kết nối những mảnh ghép trong cuộc sống này. Với cuộc sống hiện đại này, rất là nhiều thời gian để chúng ta tất bật mưu sinh, cơm áo gạo tiền, thậm chí có rất nhiều người không có thời gian hẹn hò, thậm chí có rất là nhiều người chưa bao giờ yêu, thưa quý vị. Và chúng tôi sẽ làm chiếc cầu nối đó để ghép những mảnh ghép đó, để tìm tình yêu cho họ và ở trong chương trình gặp nhau thôi. Mở nào. Chuyện là của Trí nha. Bắt đầu đi em. Trời, làm gì nhớ hình ảnh ngày xưa. Trời, mình thằng bạn của dạ. Bông. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, đây chị làm nhìn cho. Dạ. Em để nó ra đây. Là cái này tặng bạn gái luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, đưa cho người ta gì hết. Em có một món quà, đó là một cuốn sách để tặng anh. Trong cuốn sách này là nó nói về những cái điều mà tốt và tích cực trong cuộc sống của mình rất là nhiều. Nên là em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách và cũng cảm nhận được những điều tốt đẹp và tích cực trong cuốn sách mang đến cho anh. Rồi, để sách đi Trí. Thôi Trí quay mặt qua nói chuyện với Sâm đi. Hai người 30 mấy năm mình mới gặp nhau đó. Mình coi cái cảm nhận sao nè. Thì bây giờ thì thật sự ra là chỉ có nhìn thôi. Dạ. Tất cả những cái điều kiện trong tình yêu nó không còn ý nghĩa gì cả. Dạ. Nhìn thôi. Để cảm nhận là cái khuôn mặt này mình có thể chịu đựng được bao lâu. Thì anh cũng hy vọng rằng em cho anh một cơ hội để có thể là kiên trì siết xả giữ thì khoảng 2 năm. Siết xả giữ, siết xả giữ là sao? Là tức là nó không có liên tục anh, thì cơ thể mình chịu không nổi đâu. Ví dụ như mình siết nó xong rồi mình xả ra. Siết là nhịn ăn hả? Không, nó cũng là một phần ăn kiêng, nhưng mà nhịn ăn thì nó cũng phải là nhịn ăn. Thì giữa các lần đó thì mình phải xả ra bớt, chứ không thôi cơ thể chịu không nổi thiếu chất. Bên nữ thì cũng có một cô phun xăm thẩm mỹ là cổ cũng từ 100 mấy ký á, mà cổ giảm xuống còn có hình như này cổ còn có 50 mấy 60 ký. Thôi được rồi, biết cái nghị lực đó rồi, bởi vì không bản lĩnh đàn ông không có, mình phải thấy. Mời cô gái của chúng ta ngồi. Rồi, nhà trai mình giới thiệu đi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chương trình. Chào MC, thân thương của em. Chào bạn gái bên kia, cùng toàn thể mọi người. Em rung quá. Rung gì? Thôi thoải mái lên nào. Dạ, em là Đinh Kim Trí. Sinh năm Kim. Đinh Kim Trí. Đinh Kim Trí. Dạ đúng rồi. Sinh năm 1984, 38 tuổi. Em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, làm việc. Ở quận mấy? Ở nhà em hộ khẩu thì ở Gò Vấp. Còn em thì làm việc ở quận 9 mà bây giờ là thành phố Thủ Đức. Trí làm gì Trí? Thì em hiện tại bây giờ thì làm hai công việc song song. Thì một là lái xe, tuổi nghề 20 năm.
hai là làm em có nhận làm hỗ trợ các bạn giảm cân online. Giảm cân online. Dạ. Là sao? Trí ơi, chút nữa mình gặp nhau riêng nha. Tôi có nhu cầu giảm cân lắm à. Tôi đang tính nói bên đây này. Tôi giờ cũng giảm cân nặng quá, khó chịu mà. Giảm hoài cũng được, càng giảm nó càng lên, hiểu sao? Thôi. Dạ, video của chú đâu ạ? Cầm video giùm con đi ạ. Dạ chú. Dạ chú chào chương trình, chào hai MC. Dạ. Bây giờ chú có thể chia sẻ chút xíu về có thấy con dâu tương lai của mình. Tương lai thôi. Trước mắt thì chú thấy là đẹp được. Đẹp nhưng mà được. cái chú thấy không quan trọng bằng chí nó thấy. Dạ. Nhưng mà giờ bây giờ là chú có chuẩn bị cho con chú bước tới không? Chú thấy là coi như là cái chương trình lớn như vậy mà tổ chức một cái cuộc hẹn hò này thì chú ở góc độ gia đình chú cũng muốn là cái cuộc hẹn hò đầu tiên này cũng là cái bước đệm cho những cái cuộc hẹn hò sau này của hai đứa. Và trong quá trình tìm hiểu thì hai đứa sẽ tiến tới cái kết quả hôn nhân. Chú rất muốn là vậy. Bằng chứng là coi như cho tới bây giờ nó chưa có gì hết. Đó, thật ra chú rất mong muốn. Dạ, rồi. Có lẽ là với sự tự ti á, cách đây khoảng 6 năm rất tự ti. Vì cái trọng lượng của em nó tới 170kg. Trời đất ơi. Vậy em đi đâu nổi chứ. Dạ đúng rồi. Thì cái đó nó là cái cơ duyên á, để em làm được cái công việc hiện tại thứ hai bây giờ. Dạ. Mà sao mà em nghị lực em hay quá. Anh giảm có 10kg mà giảm hoài nó cứ lên hoài luôn. Không có nghị lực. Nghị lực nào để em giảm tới